vào bên trong. Anh ơi, tắt điện thoại đi. Trong đây không quay phim chụp hình. Không quay được hả? Không quay trong này được hả chị? Dạ, Thanh Kiên Vlog xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Kính chúc quý cô chú, anh chị và các bạn mình một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy niềm vui. Rồi thì ngày hôm nay Thanh Kiên Vlog tiếp tục đi chia sẻ cho quý cô chú, anh chị và các bạn mình xem một tuyến đường đi lên núi Châu Thới ha quý cô chú, anh chị và các bạn. Thì hiện nay là em đang đứng ở chùa Long Sơn ở Tân Ba ha quý cô chú, anh chị và các bạn. Thì em đi chia sẻ cho quý cô chú, anh chị và các bạn mình xem là đi lên núi Châu Thới ha quý cô chú, anh chị và các bạn. Thì ở đây trước khi em đi chia sẻ cho quý cô chú anh chị mình xem cái núi Châu Thới, thì ở đây Thanh Kiên rất mong quý cô chú anh chị và các bạn cho em xin một lượt đăng ký kênh cũng như là một dòng comment góp ý, một like, một chia sẻ để em có động lực tiếp tục đi chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn mình xem những tuyến đường khu du lịch vui chơi giải trí, cho quý cô chú anh chị mình xem đỡ buồn những lúc mình đi làm về mệt mỏi ha quý cô chú anh chị và các bạn. Rồi thì ở đây em không có nói thêm dài dòng nữa, thì xin mời quý cô chú anh chị và các bạn theo dõi cái video clip của em đường đi lên núi Châu Thới như thế nào hả quý cô chú anh chị và các bạn. Xin mời quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là em đi qua chợ Tân Ba hả quý cô chú anh chị và các bạn. Em đi qua chợ Tân Ba. Em đi qua chợ Tân Ba mới đi được lên núi Châu Thới quý cô chú anh chị và các bạn. Thì em bắt đầu em đi tới chợ Tân Ba, em đi qua Dĩ An, em ra quốc lộ Mỹ Phước Tân Vạn để em đi lên núi Châu Thới, em chia sẻ cho quý cô chú anh chị mình xem. Rồi đường này mình đi thẳng là mình đi Đồng Nai, còn em thì em đi đường này để em đi qua bên núi Châu Thới quý cô chú anh chị và các bạn. Thì ở đây em rất mong quý cô chú anh chị và các bạn có xem được video clip của em chia sẻ ra cho em xin một lượt đăng ký kênh cũng như là một dòng comment góp ý, một like, một chia sẻ để em có động lực tiếp tục đi chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn mình xem những cánh đồng quê hay khu du lịch vui chơi giải trí, cho quý cô chú anh chị mình xem đỡ buồn những lúc mình đi làm về mệt mỏi ha quý cô chú anh chị và các bạn. Rồi thì em đi tới đây tới đèn xanh đèn đỏ này quý cô chú anh chị và các bạn, em sẽ rẽ tay trái để về Thuận An, Thuận An, thành phố Thuận An mình ha quý cô chú anh chị và các bạn, để em đi qua núi Châu Thới chia sẻ cho quý cô chú anh chị mình xem. Thì mời quý cô chú anh chị và các bạn cứ từ từ theo dõi hết cái video clip của em thì sẽ đi qua được núi Châu Thới quý cô chú anh chị và các bạn. Thì do em đi xe máy quý cô chú anh chị và các bạn nên phim ảnh nó ra hơi rung lắc và tiếng nói nó không được rõ. Thì ở đây Thanh Kiên cũng rất mong quý cô chú anh chị và các bạn cũng hết sức thông cảm cho em ha. Rồi đây em quẹo đường này để em qua Thuận An ha quý cô chú anh chị và các bạn. Rồi em qua bên đây là em đi thẳng đi đường này đi ra Mỹ Phước Tân Vạn để đi qua Thuận An qua núi Châu Thới ha quý cô chú anh chị và các bạn. Dạ quý cô chú anh chị và các bạn, thì em đi được một đoạn khá xa đó quý cô chú anh chị và các bạn, thì em cũng đi ra được Mỹ Phước Tân Vạn rồi. Thì ở đây là em đi cũng sắp tới được núi Châu Thới rồi đó quý cô chú anh chị và các bạn. Ở đây để em qua khỏi cái bóng cây này, em thu gần lại cái núi Châu Thới cho quý cô chú anh chị mình xem. Thì ở đây là em đi cũng sắp tới lắm rồi đó quý cô chú anh chị và các bạn. Ở đây là mình kêu Mỹ Phước Tân Vạn. Thì do ở đây quý cô chú anh chị và các bạn em xuống cái dốc nên em chưa có thu gần được cái núi Châu Thới cho quý cô chú anh chị mình xem. Thì ở đây em chia sẻ cho quý cô chú anh chị mình tới cái đèn xanh đèn đỏ này, qua cái đèn xanh đèn đỏ này là em sẽ thu gần lại cho quý cô chú anh chị mình xem cái núi Châu Thới ha quý cô chú anh chị và các bạn. Thì em đi cũng sắp tới rồi, thì mời quý cô chú anh chị và các bạn cứ từ từ theo dõi hết cái video clip của em là sẽ lên được trên núi Châu Thới ha quý cô chú anh chị và các bạn. Rồi đó quý cô chú anh chị và các bạn, thì ở đây em đã thấy được cái núi Châu Thới rồi đó quý cô chú anh chị và các bạn. Thì ở đây để em dừng lại, em thu gần lại cho quý cô chú anh chị mình xem cái núi Châu Thới như thế nào hả quý cô chú anh chị và các bạn. Thì ở đây là em đi sắp tới thôi chứ chưa có gọi là tới quý cô chú anh chị và các bạn. Em đi tầm khoảng 30 phút nữa em mới tới đó. Đó quý cô chú anh chị và các bạn, em thu gần lại cho quý cô chú anh chị mình thấy rất là rõ đúng không, nhưng mà đi còn hơi lâu lắm á quý cô chú anh chị và các bạn, tầm 30 phút nữa em đi mới tới á quý cô chú anh chị và các bạn. Thì em không nói dài dòng, thì mời quý cô chú anh chị và các bạn mình cứ từ từ theo dõi hết cái video clip của em là sẽ đi lên núi được. Xin mời quý cô chú anh chị và các bạn ha, đi theo em đi lên núi ha quý cô chú anh chị và các bạn.
Rồi thì em đi cũng sắp gần tới dữ rồi quý cô chú anh chị và các bạn. À, qua cái ngã tư này nữa là mình sẽ tới tới cái đường mèo vô núi rồi đó quý cô chú anh chị và các bạn. À, ngã tư này là mình đi thẳng là mình đi ra ngã ba Mỹ Phước Tân Vạn. À, tay phải là mình đi về thành phố Hồ Chí Minh. Tay trái thì mình đi về Biên Hòa Đồng Nai. Hẹn quý cô chú anh chị và các bạn. Thì em chắc có lẽ là em cũng rẽ tay trái để về Biên Hòa Đồng Nai. Quý cô chú anh chị và các bạn. À, mời quý cô chú anh chị và các bạn mình theo dõi cái video clip của em lên núi với cô chú anh chị và các bạn. Do em quẹo cái ngã tư vừa rồi với cô chú anh chị và các bạn, em đi hơi nhanh, em không có giới thiệu được cho quý cô chú anh chị và các bạn mình xem rõ ràng. Thì ở đây là em đi lên hướng về Biên Hòa Đồng Nai với cô chú anh chị và các bạn. Em đi lên đồng tí xíu nữa thì có cái đường em quẹo qua bên núi, qua bên núi sắp tới quý cô chú anh chị và các bạn. Thì em đi cùng sắp tới quý cô chú anh chị và các bạn mình. Hết cái video clip của em thì sẽ đi lên núi được cùng với em, quý cô chú anh chị và các bạn. Đó, thì đi thẳng đường này là mình đi thẳng lên Biên Hòa luôn á, quý cô chú anh chị và các bạn. Đây, đây có bạn chỉ đường á, quý cô chú anh chị và các bạn. Đó, có bạn chỉ đường luôn. Thì để em hỏi cái đường nào đi qua bên núi Châu Thới, quý cô chú anh chị và các bạn. Em muốn đó giờ không có đi nên em cũng không có gặp nữa, để em quẹo vô đây. Em quẹo vô đây em hỏi đường nào đi lên núi Châu Thới. Thì ở đây là em ở dưới chân núi Châu Thới rồi đó quý cô chú anh chị và các bạn. Rất là gần luôn. Thì chắc có lẽ là mình vô đường này là mình đi lên núi được đó quý cô chú anh chị và các bạn. Để em dừng lại, em chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn mình xem. Thì hiện nay em đang ở dưới chân núi rồi, nhưng mà em cũng chưa biết cái đường nào để đi qua núi. Đây quý cô chú anh chị, nhìn thấy núi sát bên luôn á quý cô chú anh chị. Đó, đó thì em hiện tại em đang ở chân núi rồi. Thì bây giờ em không biết đường nào em lên núi. Thì mời quý cô chú anh chị và các bạn mình cứ từ từ theo dõi hết cái video clip của em thì sẽ lên núi được ha quý cô chú anh chị và các bạn. Mình đi qua núi ha cô chú anh chị. Em đi qua núi, em kiếm chỗ, em gửi xe, em đi bộ lên để quay chia sẻ cho quý cô chú anh chị mình xem toàn cảnh núi Châu Thới ha. Chứ em đi xe máy thì quay lên quý cô chú anh chị mình xem không có rõ. Để em đi gửi xe máy. Em gửi xe máy xong rồi cái bắt đầu em đi bộ lên. Em đi bộ lên em quay, em chia sẻ cho quý cô chú anh chị mình xem cho nó cận cảnh và chi tiết hơn ha quý cô chú anh chị và các bạn. Đó thì em cũng đã tới núi rồi. Thì không biết cái đường nào để gửi xe nữa. Ở đây có cái một cái bờ hồ rất là rộng lớn luôn quý cô chú anh chị và các bạn. Đây. Đó. Một cái bờ hồ luôn quý cô chú anh chị và các bạn. Đây là trên núi. Trên núi thì bây giờ em sẽ đi gửi xe. Em gửi xe em đi lên trên núi chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn mình xem ha. Rồi, đây quý cô chú anh chị và các bạn. Đường này là mình đi lên núi nè quý cô chú anh chị và các bạn. Đó. Đây. Đường này là mình đi lên núi ha. Thì mình sẽ đi lên đường này, mình đi vô núi. Thì mời quý cô chú anh chị và các bạn theo dõi hết cái video clip em sẽ lên núi được ha. Thì mình vô đây thì buôn bán đầy đủ ha quý cô chú anh chị và các bạn. Buôn bán nước, đồ ăn đồ cũng đầy đủ luôn, cũng như là núi Tây Ninh mình ha. Rồi ok bà luôn. Đây. Bà cho con biết thông tin về cái núi Tây Ninh này như thế nào được không bà? Núi Châu Thới lộn, tại con mới đi quay trên núi Tây Ninh về. Chú bán bên kia hả? Ở núi này có gì cho anh bà? Đầy đủ hết trơn. Đầy đủ luôn hả? Dạ. Khỉ nè. Có khỉ là nhiều nhất. Dạ. Vậy để con lên chảnh con quay ha. Dạ. Dạ dạ. Khỉ là mấy gì buôn bán vậy thôi. Dạ dạ. Lên tới đỉnh thì Phật bà đồ đầy đủ hết. Dạ dạ. Chùa rồi. Này lúc nào cũng đông hết. Đông lắm hả bà? Dạ. Rồi. Là tháng Giêng. Dạ. Cầm tháng 7 tháng 10. Dạ. Ngày thường thì khách cũng vẫn đi bình thường. Dạ. Rồi vậy con đi lên. Ở đây hoạt động với nhau không có tầm bậy tầm bạ hết. Dạ. Trộm cắp không có ai giật
đồng hết. Dạ, ở đây là hòa đồng ha. Dạ. 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 Dạ, rồi con cảm ơn bà nha. Rồi thì em đi cũng được nửa chặng đường lên núi rồi đó quý cô chú anh chị và các bạn. Thì ở đây cũng có mấy bạn đi đang ngồi nghỉ mệt đó. Thì em đi bộ cũng đây quý cô chú anh chị và các bạn, em đi cũng sắp tới đỉnh rồi. Em đi sắp tới đỉnh rồi đó quý cô chú anh chị và các bạn. Thì nói chung là ở đây là hai bên rừng cây không à quý cô chú anh chị và các bạn. Đây quý cô chú anh chị, em đi tới đỉnh rồi. Tí xíu nữa là tới rồi. Thì em sẽ đi lên hết cái bậc thang này nữa. Và em lên tới đỉnh. Nếu như mà em đi xe máy là em nãy giờ em tới rồi. Xe máy chạy lên đỉnh được luôn quý cô chú anh chị bạn. Tại vì núi này nhỏ, không có bự. Cuối cùng cũng lên tới đỉnh. Đây là đường này quý cô chú anh chị. Đường này là ở dưới dốc mình đi xe máy lên đường này nè quý cô chú anh chị. Là đường này mình đi xe máy lên vẫn được. Đó quý cô chú anh chị, mình đi xe máy vẫn được ha. Đó. Con đường này là bắt đầu mình đi vô đỉnh rồi. Đó. Thì bắt đầu em đi vô đỉnh thôi. Em vô bên trong để chia sẻ cho quý cô chú anh chị mình xem cảnh chùa Châu Thới ha quý cô chú anh chị và các bạn. Chùa Châu Thới cũng như là núi Châu Thới mình luôn. Đây là quý cô chú anh chị, đây là em lên tới đỉnh. Thì nói chung là ở đây khách đi hành hương cũng rất là nhiều quý cô chú anh chị và các bạn. Thì đây là em đã lọt vào bên trong của núi mình là đó quý cô chú anh chị và các bạn. Rồi thì ở đây em lại đây em chia sẻ toàn cảnh ở dưới chân núi cho quý cô chú anh chị mình xem ha. Đây quý cô chú anh chị và các bạn, đây là toàn cảnh ở chân núi mình luôn quý cô chú anh chị. Đó. Toàn cảnh ở chân núi mình đó quý cô chú anh chị. Ở đây là chân núi nè quý cô chú anh chị, có hồ luôn đó. Đó thấy không quý cô chú anh chị, núi này cũng hơi cao chứ không gọi là thấp nha quý cô chú anh chị. Rồi thì bắt đầu em đưa quý cô chú anh chị vào trong thì ở đây được cái là xe mình đi vô trong này được luôn á quý cô chú anh chị và các bạn. Mình đi vô trong này được luôn, mình đi xe lên được hết. Nhưng em thì em đi bộ để chia sẻ cận cảnh và chi tiết chùa cho quý cô chú anh chị mình xem. Đây, bà con mình đi hành hương rất là nhiều. Đây quý cô chú anh chị, chia sẻ ba mặt băng âm cho quý cô chú anh chị mình xem. Đó. Rất là cao ha quý cô chú, rất là cao luôn. Đó. Thì ở đây lo gần quá em không có quay được nguyên cái tượng được cho quý cô chú anh chị mình xem. Thì quý cô chú anh chị mình cũng thông cảm cho Thanh Kiên ha. Rồi bắt đầu em đi qua bên đây. Quý cô chú,
thì em đi chia sẻ cho quý cô chú anh chị mình xem toàn cảnh ở chùa Châu Thới ha quý cô chú anh chị. Đây là toàn cảnh hết luôn chùa Châu Thới luôn. Rồi thì em mời quý cô chú anh chị mình vào bên trong chánh điện của chùa Châu Thới ha quý cô chú anh chị và các bạn. Thì bà con mình đi hành hương rất là nhiều ha. Rất là nhiều luôn. Rất là nhiều luôn. Thì em vào bên trong. Anh ơi tắt điện thoại đi, trong đây không quay phim chụp hình. Không quay thì ở chùa Châu Thới này á quý cô chú anh chị và các bạn. À, trong chánh điện mình không có được quay phim chụp hình đó quý cô chú. Thì mình vô trong này mình không được quay phim chụp hình nên em không có chia sẻ được cho quý cô chú anh chị mình xem. Thì ở đây là em đi chia sẻ cho quý cô chú anh chị và toàn cảnh luôn. Cẩn thận khi có khỉ hả? Ở đây có khỉ luôn. Đây, anh chia sẻ cho quý cô chú anh chị mình toàn cảnh ở chùa Châu Thới mình luôn. Không quay trong này được hả chị? Dạ dạ. Ở đây là Phật mẫu. Là ở trong trong chánh điện là mình không quay được hang quý của chú anh chị và các bạn. Toàn bộ ở trong chánh điện là mình không quay được ở bất cứ nơi nào. Đó. Thì cái video clip của em thì chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn mình ở núi Châu Thới thuộc ở Đồng Nai giáp ranh với Dĩ An hang quý của chú anh chị và các bạn. Thì em cũng xin kết thúc tại đây. Thì mong quý cô chú anh chị và các bạn mình cũng thông cảm cho em. Ở trong chánh điện là mình không thể nào quay phim và chụp hình được. Thì em xin kết thúc ở ngoài này luôn. Thì mong quý cô chú anh chị và các bạn có xem được clip của em. Chia sẻ cho quý cô chú anh chị mình xem. Thì ở đây em xin mong quý cô chú anh chị và các bạn cho em xin một lượt đăng ký kênh. Cũng như một dòng comment góp ý, một like, một chia sẻ. Để em có động lực tiếp tục đi chia sẻ cho quý cô chú anh chị mình xem. Quốc lộ khu du lịch vui chơi giải trí. Cũng như là cảnh chùa, núi. Thì Thanh Kiên ở đây xin chào tạm biệt và hẹn quý cô chú anh chị và các bạn gặp lại Thanh Kiên những cái video clip tiếp theo.